U22 Việt Nam có quá nhiều bất lợi trước khi bước vào trận bán kết đầu tiên với đối thủ Indonesia, nhưng chúng ta cũng sở hữu không ít lợi thế, đặc biệt từ những khán giả nhà. U22 Indonesia có thể quen mặt với sân Olympic, nhưng U22 Việt Nam cũng biến sân đấu đó không khác gì một sân Mỹ Đình thu nhỏ. Sức chứa của sân vận động này lớn hơn rất nhiều so với sân Hoàng Tử, do đó số lượng người hâm mộ áo đỏ trên khán đài gần như là vượt trội. Nhưng đừng nhầm lẫn mà cổ vũ cho các thủ áo đỏ trong trận này. U22 Việt Nam trở về với màu áo trắng với tư cách là đội bóng sân khách. Huấn luyện viên Trussier cũng trở về với những sự lựa chọn quen thuộc. Đó là Quan Văn Chuẩn, là Văn Tùng, là Thanh Nhàn, những nhân tố nổi bật nhất của binh đoàn Rồng Vàng trong suốt cả chiến dịch trên đất Campuchia. Sự xuất hiện bất ngờ nhất thuộc về vị trí của Ngọc Thắng. Hậu vệ mà áo số 5 có một trận đấu tuyệt hay trước Thái Lan, Ngọc Thắng đã kịp bình phục chấn thương và được vị trí được giao người Pháp điền tên vào đội hình xuất phát thay thế cho Vũ Tiến Long. 32 và 12, đó là những con số được truyền thông Indonesia nhắc đến rất nhiều trước trận đấu này. Đã 32 năm kể từ khi đội bóng xứ sở Vạn Đảo giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam trong một kỳ SEA Games. Và cũng là 12 năm rồi, Indonesia chưa thể giành chiến thắng trước Việt Nam ở các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Năm nay, Indonesia sở hữu một thế hệ cực kỳ tài năng, vốn được quy hoạch để tham dự World Cup U20. Vì vậy, mục tiêu của họ là giành tấm huy chương vàng, bởi không năm nay, Indonesia còn phải đợi đến năm nào nữa. Tất nhiên, điều đó cũng trở thành thứ áp lực đè nặng trên vai các thủ trẻ. Cả U22 Việt Nam cũng vậy, cũng dành cho đối thủ những sự tôn trọng nhất định. Chính bởi vậy, cả hai đội nhập cuộc với sự thận trọng, với một tốc độ chậm. Trong bối cảnh đó, bóng chết trở thành một phương án tiếp cận hiệu quả với khung thành đối phương. Levando cùng các đồng đội hiểu rõ điều đó với một cú đá phạt mang ý đồ rõ rệt. Tiếc là đường đưa bóng cực kỳ khó chịu của cầu thủ này vào trong vòng cấm lại không tạo ra một điểm cắt cần thiết. Còn với U22 Indonesia, ném biên cũng là thứ vũ khí lợi hại từ bóng chết. Pramata Athan, hậu vệ cánh có đôi tay khỏe không khác gì Rory Delap, biến cú ném biên chẳng khác gì một tình huống đá phạt. Ở đó, hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng đã bỏ quên sự xuất hiện của trung vệ Koman Trisnanda. Cầu thủ bên phía U22 Indonesia thoải mái đánh đầu ở cự ly gần, khiến Quan Văn Chuẩn không có phản xạ gì khi nhìn bóng được đưa vào lưới. U22 Việt Nam lại một lần nữa bị chọc thủng lưới từ sớm. Nhưng sau những gì đã trải qua với Thái Lan, người hâm mộ tin rằng các chàng trai của chúng ta hoàn toàn có thể đứng lên và gây sức ép ngược về phía khung thành của đối thủ. Những lợi thế tinh thần là thứ Indonesia đang sở hữu. Họ triển khai bóng mạch lạc hơn và vẫn sở hữu những pha vào bóng quyết liệt như thường thấy. Thứ đội bóng áo trắng cần vào lúc này là cái đầu lạnh, là sự bình tĩnh. Thay vào đó, có vẻ U22 Việt Nam đang bị cuốn vào lối chơi nhanh cũng như trả đũa lại đối phương. Nó chỉ đổi lại là những giây phút bị lãng phí khi cầu thủ U22 Indonesia nằm sân, thậm chí là dùng cáng để giảm nhịp độ ở trận đấu, hoặc là những tấm thẻ không đáng có như pha bóng mà Levando bị trọng tài cảnh cáo. U22 Indonesia tiếp tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Quan Văn Chuẩn, vẫn là cánh phải, nơi có sự xuất hiện của ngòi nổ nguy hiểm Fajar. Nhưng trong một góc sút cực hẹp, cú dứt điểm của hậu vệ mang áo số 2 bên phía đội bóng áo đỏ không làm khó được đội trưởng của U22 Việt Nam. Nhà đương kim vô địch của SEA Games dần gặp khó trong những khoảnh khắc như vậy. Chúng ta đều chờ đợi vào khoảnh khắc tỏa sáng của những ngôi sao như Văn Tùng chẳng hạn. Số 9 hiểu được điều đó và đang cố gắng chắt chiu từng cơ hội có thể. Nó bắt đầu xuất hiện sau pha phối hợp có nét giữa Phan Tuấn Tài và Minh Trọng. Trong vòng cấm, Văn Tùng chỉ cần một nhịp xoay compa và dứt điểm bằng chân còn lại. Bàn thắng vẫn chưa đến với sự tiếc nuối rất lớn từ chân sút chủ lực của U22 Việt Nam. Nhưng lần này Văn Tùng không phải tiếc nuối nữa, lại một lần nữa quả tạt của Minh Trọng tìm đến tiền đạo mục tiêu của chúng ta. Trong một tư thế khó, Văn Tùng vẫn tìm ra một giải pháp để biến cơ hội thành bàn thắng quá đẹp mắt. Cú đánh đầu ngược của số 9 đem về bàn quân bình tỷ số trong sự ngỡ ngàng của thủ thành bên phía U22 Indonesia. Lại một lần nữa, U22 Việt Nam tìm được bàn gỡ sau khi để đối thủ vươn lên dẫn trước. Bàn thắng thứ 5 của Văn Tùng trong kỳ SEA Games năm nay, và có lẽ đó cũng là pha lập công quan trọng nhất từ trước đến giờ. Hãy nhớ rằng mỗi khi có những cú đánh đầu ngược xuất hiện, bóng đá Việt Nam thường giành những chiến thắng đầy cảm xúc. Đó là công vinh của năm 2008 với chức vô địch AFF Cup 2008, là Văn Trường với khoảnh khắc định đoạt giúp U20 Việt Nam vượt qua Qatar ở giải U20 châu Á. Lại một chút tâm linh là như vậy, để U22 Việt Nam lấy được sự hưng phấn sau bàn gỡ hỏa, áp lực tâm lý bị đẩy ngược về phía U22 Indonesia và những cái đầu nóng lại được dịp bốc hỏa. Đặc sản mỗi khi hai đội đối đầu với nhau lại xuất hiện với những tình huống lao vào nhau như muốn ăn thua đủ. Minh Trọng cùng đối phương phải nhận mỗi người một thẻ vàng để hạ nhiệt lại, cũng như khép lại 45 phút đầu tiên với quá nhiều những diễn biến đáng chú ý. 15 phút đầu tiên của hiệp 2 sẽ trở nên cực kỳ quan trọng với U22 Việt Nam, khi đối phương chắc chắn sẽ lại pressing tầm cao và tăng tốc ngay từ đầu. Nếu trụ vững qua thời điểm này, đội bóng áo trắng sẽ có cơ hội tăng tốc trong phần còn lại của trận đấu. Nhưng kịch bản giống hết hiệp 1 lại xuất hiện. U22 Indonesia lại một lần nữa được hưởng quả ném biên bên phần sân đối thủ. Chắc chắn Pramata Akhan sẽ thực hiện cú ném này không thể khác được.
biết là một chuyện nhưng Quang Văn Chuẩn cũng thực sự bất lực sau một pha bóng hỗn loạn trước khung thành. Cú đá bồi của Marcelino đi qua một rừng chân áo trắng, thậm chí còn đập chân một cầu thủ UAE Việt Nam để đổi hướng. 2-1 cho UAE Indonesia và màn ăn mừng quen thuộc của huấn luyện viên Indra Siafri cùng các cộng sự lại xuất hiện. Một màn ăn mừng đặc biệt và thú vị với những lời cầu nguyện cho phần còn lại diễn ra suôn sẻ. Các học trò của ông lại muốn game đấu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Pramata Ahan có lẽ vì quá mải tập trung ném biên nên đã quên mất mình phải nhận một chiếc thẻ vàng trước đó. Bởi nếu không chắc chắn cầu thủ số 12 sẽ không phạm lỗi ác ý với Đức Phú như vậy. Đứng ngay gần tình huống đó, trọng tài chính lập tức rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai để truất quyền thi đấu với cầu thủ bên phía Indonesia. Đó là tổn thất cực lớn với đội bóng xứ sở vạn đảo, vì họ không chỉ đơn thuần mất người, Indonesia còn mất đi một ngòi nổ nguy hiểm từ những quả ném biên từ xa. Vẫn còn nửa giờ đồng hồ nữa và chúng ta được chơi hơn người, thời cơ quá lớn để UAE Việt Nam tìm kiếm bàn gỡ hay thậm chí là chiến thắng, và chúng ta bắt đầu gia tăng sức ép. Canh bạc tất tay được huấn luyện viên Trussier tạo ra với lối đá tấn công tổng lực, các quả tạt bóng tầm thấp hay tầm cao liên tục được tận dụng để Văn Tùng có thể chiếm được ưu thế. Nhưng có vẻ số 9 vẫn chưa có duyên để ghi bàn bằng chân ở trận đấu này khi Van Đô đưa bóng cực kỳ thuận lợi vào vòng cấm. Văn Tùng lại không thể dứt điểm, trúng khung thành và bỏ lỡ cơ hội quá đáng tiếc. UAE Indonesia bắt đầu dựng xe buýt khi những quả tạt như dội vào tường. UAE Việt Nam bắt đầu tìm giải pháp từ những cú sút xa. Văn Khang lựa chọn phương án đầy bất ngờ với một cú sút căng và chìm. Nó vẫn thiếu một chút chính xác nữa để lật ngược lại thế cờ. Áp lực khủng khiếp đã được đoàn quân áo trắng tạo ra. Sức nóng từ những quả tạt bắt đầu nung chảy những bức tường, kể cả nó có làm bằng bê tông cốt thép đi chăng nữa. Và điều gì đến cũng đã phải đến. Lần này Ngọc Thắng là người tung ra quả tạt. Sự lúng túng của cầu thủ, sự lúng túng của hàng thủ UAE Indonesia khiến Amiruddin lúng túng đốt lưới nhả. Một bàn thắng mang đậm sự may mắn, nhưng hãy nhớ chúng ta cũng bị thủng lưới vì thiếu may mắn. Quan trọng là bàn gỡ đã đến với nhuệ khí được lấy lại cho binh đoàn rồng vàng. Sự thanh thoát được UAE Việt Nam bắt đầu thể hiện. Một pha phối hợp tam giác với sự xuất hiện của Văn Tùng, Văn Trường và Văn Khang đặt cầu thủ của Viettel vào tư thế thuận lợi. Cú dứt điểm của Văn Khang lại chưa thực sự đủ hiểm hóc để khiến đối thủ gục ngã. Văn Tùng, người được kỳ vọng nhất sẽ giải tỏa sự bế tắc, tiếp tục tìm ra một khoảng trống để dứt điểm. Cái đầu vàng của chân sút số 9 tạo ra điểm nối quá đẹp. Đáng tiếc thủ thành Enando đã xuất sắc hơn trong tình huống này. Mọi thứ vẫn đang được UAE Việt Nam gấp rút triển khai trong những tiếng cổ vũ thúc giục từ bốn góc khán đài. Chỉ cần một bàn thắng nữa thôi, chúng ta sẽ có lần thứ 3 liên tiếp lọt vào chung kết môn bóng đá nam của SEA Games. Đúng vào thời khắc của sự hy vọng thì hy vọng lại vụt tắt với UAE Việt Nam. Trong một tình huống lên bóng hiếm hoi, UAE Việt Nam đã nhận bàn thua. Cú dứt điểm của Tafani quá hiểm hóc và nó đến vào thời điểm nhạy cảm nhất. Đội bóng áo trắng không thể gượng dậy sau bàn thua này vì thời gian còn lại là quá ít. UAE Việt Nam đành phải nhận thất bại với tỷ số 2-3, qua đó lỡ mất cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games năm nay. Một cái kết buồn cho thầy trò huấn luyện viên Trussier với sự nghiệt ngã của bóng đá. Trước mắt chúng ta sẽ là trận tranh huy chương đồng, nơi đối thủ sẽ được định đoạt sau trận đấu của UAE Thái Lan và UAE Myanmar.